Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có thấy ngọn núi từ xa kia không? Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến gần ngọn núi đó để cho các bạn nhìn thấy cận cảnh ngọn núi như thế nào nhé. Ok, bây giờ các bạn hãy đi theo mình. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi vô đường hầm đó. Đường hầm này băng qua ngọn núi. Đoạn đường còn rất là dài. Xung quanh hai bên đường toàn là những cây xanh. Chúng ta đang đi tiến gần đến ngọn núi. Có thấy một bên là biển và một bên là núi không? Cảnh rất là đẹp, biển trong xanh, sóng vỗ êm đềm. Bên tay phải mình là ngọn núi thứ nhất. Nữa sẽ thấy ngọn núi thứ nhất. Đó, các bạn thấy ngọn núi chưa? Rất gần. Một bên biển và một bên núi. Rất đẹp. Chạy thêm một đoạn nữa thì các bạn sẽ thấy được một ngọn núi đối diện các bạn luôn. Còn đây là cận cảnh ngọn núi thứ hai. Ngọn núi này nhỏ thôi. Chúng ta chạy thêm một đoạn nữa sẽ thấy được cận cảnh ngọn núi kế tiếp.
đang tiến gần đến ngọn núi. Và đây là ngọn núi, cận cảnh ngọn núi đó các bạn. Rất đẹp đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam. Nếu các bạn xem video thấy hay, hãy nhấn like, subscribe để ủng hộ cho kênh mình nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bye.